Chào các bạn, mình là Đức Hai Điều Channel. Rất vui được gặp lại các bạn trong video mở hộp ngày hôm nay. Trên tay của mình lúc này đang có cái hộp bài là Way of the Light Structure Deck, bộ bài mới nhất của Yu-Gi-Oh, được phát hành vào ngày 19 tháng 2 2018. Bên tay trái của mình là hộp bài cho thị trường Mỹ các bạn, hộp to. Và bên tay phải của mình thì hộp nhỏ hơn, thì dành cho thị trường châu Âu. Tùy theo nhu cầu các bạn mà các bạn có thể đặt mua trên cửa hàng trên m2dstore.com cái sản phẩm mà các bạn mong muốn nha. Trước khi mở hộp bài này thì mình sẽ nói một chút xíu về cái hộp bài này và cái điểm đặc trưng của nó như thế nào. Thì đây không phải là hộp bài mới hoàn toàn các bạn, thì cũng giống như cái series được làm mới gần đây, ví dụ như là Emperor of Darkness là làm lại cái bộ bài Monarch, bộ bài Rise of the Skull Dragon làm lại cái bộ bài liên quan tới Dragon. Gần đây nhất chúng ta sẽ có là Machine Reactor này, Master Fury cũng làm lại cái phiên bản từ lâu rồi. Và cái hộp bài này thì được làm lại cái hộp bài Lost Sanctuary mà có hình ở đây các bạn, mình có để hình cái bộ bài cũ ở đây. Thì cái bộ bài cũ đó phát hành cũng khá là lâu rồi, và cũng chính là cái bộ bài đầu tiên mà mình mua lại khi mà chơi Yu-Gi-Oh bài thật. Cái hộp bài này có gì đặc biệt các bạn? Thứ nhất, nó sẽ là một cái bộ bài mới hoàn toàn luôn. Về cơ bản nó sẽ không có liên quan gì đến cái bộ bài cũ ngày xưa. Và hơn thế nữa, nó sẽ nghiêng về cái hướng là counter trap, tức là fiery counter. Có lẽ khi mà mới nghe cái thuật ngữ này các bạn có thể cảm thấy nó hơi lạ một chút. Đó chính là cái counter trap. Ở đây thì mình đang có lá bài là Solemn Warning, là một counter trap nha các bạn. Nếu mà nói về counter trap thì sẽ khá là dài dòng, mình sẽ không có để trong video ở đây, mà hẹn các bạn ở một video khác. Thì có thể rất đơn giản như sau. Các bạn có thể nhìn lên lá bài ở đây, nó sẽ có ký hiệu được gọi là counter, hình này các bạn thành cái mũi tên. Và cái counter trap này chỉ duy nhất là lá bài cạm bẫy thì mới có thôi, ma pháp là không có các bạn nha. Và cái counter trap này nó mạnh như thế nào? Tức là nếu lá bài counter trap, ví dụ Solemn Warning này được kích hoạt, thì đối phương không được quyền sử dụng một lá bài ma pháp hoặc cạm bẫy nào khác để chống lại sự kích hoạt của lá bài này, trừ khi đối phương có một lá bài counter trap khác. Và cái đặc quyền mạnh như vậy, chính bởi vì nó mạnh như vậy mà Konami chỉ dành riêng cho cái chủng tộc Fairy, tức là chủng tộc thiên sứ các bạn, có thể sử dụng những cái lá bài hỗ trợ cho cái counter trap này. Và cụ thể ở đây chính là cái bộ bài Way of Light ở đây. Thì cái bộ Way of Light này sẽ là hỗ trợ, và chúng ta có rất là nhiều cái lá bài quái thú cũng như cầm bẫy hỗ trợ cho cái dòng counter trap. Chúng ta hãy cùng xem qua bên ngoài cái vỏ hộp một chút xíu các bạn nha. Mặt trước sản phẩm chúng ta sẽ có là quái thú chủ lực của bộ bài này là Arcanine Basak. Tên sản phẩm là Way of the Light Structure Deck, bộ bài dành cho người chơi chuyên nghiệp. Và ở đây chúng ta có ký hiệu là Reblock, tức là bộ bài được làm lại từ bộ bài cách đây đã phát hành rồi. Six Year là dành cho các bạn từ 6 tuổi trở lên. Chúng ta sẽ có là First Edition, nghĩa là tất cả các lá bài ở trong hộp bài này đều là tem vàng nha các bạn. Đây là cảnh bơi của sản phẩm. Chúng ta sẽ có là tem phong chính hãng cho cửa hàng trên M2 phân phối M2 Deal Store. Chúng ta sẽ có là cái tên của cái hộp bài này một lần nữa. Mặt bên đây thì cũng tương tự các bạn nha. Mặt dưới nên có là xuất xứ của cái sản phẩm này. Thì cái hộp bài này thì được sản xuất ở Anh các bạn, và được nhập khẩu về Việt Nam. Chúng ta sẽ có đây là mặt sau. Tương tự như nhiều hộp bài khác, chúng ta sẽ có là hình ảnh cái quái thú ở đây các bạn. Cái quái thú có trong bộ bài này, tiêu biểu của bộ bài này. Ở đây là phần mô tả về bộ bài này, giới thiệu về bộ bài gồm những cái đặc trưng gì. Chúng ta sẽ có là các lá bài tiêu biểu trong hộp bài, kèm theo đó là một cái bảng đấu bằng giấy bên trong. Ở đây chúng ta sẽ có là danh sách các lá bài có trong hộp, bao gồm là quái thú, ma pháp cạm bẫy, và có một lá token trong đây luôn nha các bạn. Ở đây là logo giới thiệu về Yu-Gi-Oh Duplin. Chúng ta sẽ có tất cả là 36 lá common, 3 lá super rare, 2 lá ultra rare, một lá bài token, kèm theo đó là một cái beginner guide, là một cái bảng hướng dẫn, kèm theo đó là một cái playmat, một cái bảng đấu nha các bạn. Rồi thì chúng ta hãy cùng đến phần mở hộp các bạn. Để mở hộp thì đơn giản, chỉ cần là khui cái nắp ở phía trên này thôi. Mình lấy bộ bài ra, xem bên trong có các thứ gì nha các bạn. Thế rồi, đây là tất cả các sản phẩm có trong cái hộp bài Way of Light này. Đầu tiên là một cái beginner guide, sách hướng dẫn các bạn. Sách hướng dẫn này sẽ dành cho người chơi cơ bản, cũng như các bạn cũng có thể tham khảo nâng cao cũng được. Và ở đây, cái quái thú này được giới thiệu là một trong những con nằm trong cái hộp Way of Light luôn. Có lẽ như thời gian gần đây thì Konami đã quan tâm nhiều hơn đến cái cuốn này ở trong mỗi bộ bài, và in nó khớp với lại cái nội dung của bộ bài luôn các bạn. Đây sách hướng dẫn, các bạn có thể tham khảo sau nha. Chúng ta sẽ có là một cái bàn đấu, kèm theo đó là một cái beginner guide nằm ở phía sau. Đây là danh sách các lá bài có bên trong. Đây là cái mặt trước của nó, giới thiệu các bạn. Mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Đây là cái bàn đấu các bạn nha. Đây các bạn, cái màn đấu giấy rất là đẹp luôn. Đó. Và đây là phía sau. Phía sau này là cái beginner guide, tức là hướng dẫn cho chúng ta cách để mà các bạn có thể combo với từng cái lá bài ở trong này. Và hầu hết các bạn có thể thấy là nó sẽ hỗ trợ cho cái quái thú chủ lực của chúng ta.
là Eternite Basalt, Athena cũng như là Splendid Venus ở đây. Các bạn sử dụng các lá bài hỗ trợ ở đây, cũng như nó sẽ hướng dẫn thêm mà chúng ta mua các sản phẩm nào để bổ sung bộ bài này. Thì chúng ta sẽ cần có là Court of Duelist, Circuit Freak, Battle of Prison để lấy các lá bài này, và Spirit Warrior để lấy các lá bài thiên sứ hỗ trợ dành riêng cho nó. Mình sẽ để nó sang bên nha các bạn. Và rồi, nhân vật chính của chúng ta chính là bộ bài Way of Light. Và kể từ cái hộp Code of Duelist và Cyber Search thì ở mặt sau này đã được tặng chúng ta một cái thẻ giới thiệu về Yugo Dueling. Đây là mặt trước bộ bài của chúng ta. Mình sẽ bắt đầu mở phần niêm phong các bạn. Cái mặt sau này thì Konami làm khá là đẹp, thì mình chỉ hy vọng là trong tương lai thì Konami sẽ phát các mã code của Yugo Dueling trong bộ bài luôn. Và khi các bạn mua cái bộ bài này ở ngoài đời thực thì trong Yugo Dueling cũng sẽ có cái bộ bài này, tương tự như Pokemon đó các bạn. Ở đây là cái thẻ giới thiệu Dueling. Nó chỉ là cái mặt trước như thế này, mặt sau là thông tin để các bạn có thể quét mã để mà tải về trên ứng dụng di động của mình, chơi trên máy tính cũng được. Và rồi, chúng ta hãy cùng đến với các lá bài trong cái bộ bài Way of Light. Đầu tiên chúng ta sẽ có là Eva. Eva chắc là người nữ đầu tiên trên thiên đàng không các bạn. Có thể thiết kế cho cái hình này, mình thấy nó là dễ thương các bạn. Thì vẫn có nói như sau, nếu lá bài được gửi xuống mộ, bạn có thể loại bỏ hai con fairy khác ở dưới, ở trên sân hoặc ở dưới mộ để mà lấy số lượng quái thú level 2 hoặc thấp hơn fairy với khác tên từ trong bộ bài lên tay, trừ con Eva này, và bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của Eva này một lần mà thôi. Thì chút nữa trong cái bộ bài này sẽ có một vài con quái thú level 2 để các bạn có thể sử dụng chung combo với lại con Eva này các bạn. Chúng sẽ có là Sacred Egg Knight Basalt. Thì đây chính là con quái thú chủ lực nằm trong cái bộ bài này. Đây là quái thú fairy các bạn, với 8-9 sao luôn. Wow, chủ lực của các bạn, công 2.800 thủ 2.300, và để triệu hồi ra nó cực kỳ dễ luôn các bạn. Nếu bạn kích hoạt counter trap hoặc là bạn vô hiệu hóa hiệu ứng sự kích hoạt của một lá bài ma pháp hoặc cạm bẫy hoặc một cái hiệu ứng của quái thú nào đó, thì bạn có thể loại bỏ hai con fairy khác ở trên tay, trên sân hoặc ở dưới mộ để mà triệu hồi đặc biệt lá bài này từ dưới mộ lên hoặc là ở trên tay xuống. Nếu lá bài này tấn công một quái thú ở thế phòng thủ thì bạn sẽ lấy cái tấn công này trừ vào sức thủ của đối phương và trừ vào điểm gốc của đối phương luôn. Khi mà lá bài này mà gây thiệt hại vào đối phương thì bạn có thể lấy một con ba sát hoặc là một lá bài counter trap từ trong bộ bài lên tay của bạn. Thì các bạn có thể thấy độ mạnh đúng không các bạn, vừa xuyên thủ vừa dễ triệu hồi, đồng thời cho phép các bạn lấy một con ba sát hoặc một lá bài counter trap khác từ trong bộ bài lên tay. Cái tiếp nó sẽ có là Power Angel Valkyria. Thì cái lá bài Power Angel Valkyria này được làm lại, tức là giống như là được thiết kế lại so với cái lá bài Valkyria trước đây. Thì Valkyria trước đây nó chỉ làm quái thú bình thường thôi các bạn, không có hiệu ứng gì hết, và làm lại với con là Power Angel Valkyria này thì có hiệu ứng cực kỳ ngon luôn. Nếu mà bạn vô hiệu hóa sự kích hoạt của ma pháp cầm bẫy một hiệu ứng nào đó của quái thú nào đó, thì bạn có thể lấy một quái thú hệ Light Fairy, một con quái thú thiên sứ gây ánh sáng các bạn, từ trong bộ bài lên tay, và mình chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Power Angel Valkyria này một lần mà thôi. Chúng ta sẽ có là The Sanctum of Basalt. Thì Sanctum Basalt này là một ma pháp vĩnh cửu các bạn, có cái dấu vô cực ở đây. Đây các bạn, có cái dấu vô cực ở đây. Thì hiệu ứng của nó như sau. Nếu lá bài này, tên của lá bài này sẽ là Sanctuary in the Sky. Khi mà nó đang ở trên sân, Fairy sẽ được cộng thêm 300 công và thủ. Ma pháp và cạm bẫy đang up thì không bị chọn cũng như không bị destroy bởi bất kỳ một hiệu ứng nào hết. Mỗi lần một lượt bạn có thể chọn 3 con Fairy hoặc là counter trap với khác tên ở dưới mộ của bạn và xếp lên đỉnh mua bài của bạn, và các bạn muốn xếp theo thứ tự nào cũng được. Rồi chúng ta sẽ có là Rebirth of Basalt. Thì đây là counter trap các bạn nha, counter trap của thiên đàng luôn. Khi mà một ma pháp hoặc cạm bẫy hay là một hiệu ứng của quái thú được kích hoạt, bạn có thể tiết lộ một lá bài counter trap từ tay, sau đó bỏ một lá bài và mất 1000 điểm gốc để mà vô hiệu hóa sự kích hoạt. Và nếu bạn làm như vậy thì xào cái lá bài đó vào trong bộ bài. Sau đó bạn có thể triệu hồi đặc biệt một con ba sát từ trong bộ bài hoặc từ một extra deck. Thì nói chung là con ba sát bạn vẫn có thể gọi con này ra nha các bạn. Đây, bạn có thể gọi con này từ trong bộ bài ra, từ hiệu ứng của cái lá bài Rebirth of Basalt này. Nói chung là nó hỗ trợ quá tuyệt vời các bạn. Nó sẽ có là Minerva Scholar of the Sky, học giả của bầu trời. Mỗi lần một counter trap được kích hoạt thì ngay lập tức lá bài này sẽ được cộng 500 sức tấn công. Và nếu cái hiệu ứng này được sử dụng và khi có thêm một lá bài Sanctuary in the Sky trên sân nữa, thì bạn có thể lấy một lá counter trap với cái tên khác với lại cái tên của lá bài được kích hoạt từ dưới mộ lên tay.
chúng ta sẽ có là Neo Passage The Sky Paladin. Nói chung nó chỉ khác cái hình dạng cái con kia và khác luôn công thủ luôn. Nói chung mà nó cùng một họ các bạn. Chắc là mấy con này nó tiến hóa cùng lúc các bạn ha. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này bằng cách hiến tế một con Ekanai Passage. Các bạn có thể hiến tế con này được các bạn. Nếu lá bài này tấn công quái thú phòng thủ thì bạn có thể lấy thủ trừ vào, lấy công con này trừ vào thì đại khái là xuyên thủ các bạn. Nếu lá bài này gây thiệt hại vào con đối phương thì bạn sẽ được rút một lá bài. Và nếu Sanctuary in the Sky trên sân và nếu mà điểm gốc của bạn thì cao hơn điểm gốc của đối phương thì lá bài này sẽ nhận sức tấn công bằng cái phần chênh lệch. Rồi chúng ta sẽ có là Ekanai Passage. Thì ở đây các bạn, đây là một combo chung của nó luôn. Sử dụng con Neo Passage này, hiến tế con Ekanai ra. Nếu lá bài này tấn công một quái thú phòng thủ thì xuyên thủ. Và nếu lá bài này mà đánh vào và gây thiệt hại gốc của đối phương thì bạn sẽ được rút một lá. Cái quái thú này thì công của nó tới 5 sao là nên sẽ hơi khó triệu hồi ra một chút. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cách triệu hồi mà không cần hiến tế các bạn. Chúng ta có là Mailstail Say Up The Sky. Mỗi lần Cataract được kích hoạt thì ngay lập tức bạn sẽ được cộng thêm 1.000 điểm gốc. Và nếu có Sanctuary in the Sky trên sân nữa thì bạn sẽ được tiêu diệt một lá bài ở trên sân của đối phương. Chúng ta sẽ có là Harvest Angel of Wisdom. Cũng làm Fiery các bạn. Tất cả là đều là thiên sứ hết. Cái lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi số 1 thì bạn có thể lấy một counter trap ở dưới mộ lấy lên tay. Chúng ta sẽ có là Bountiful Artemis. Mỗi lần counter trap được kích hoạt thì ngay lập tức bạn được rút một lá bài. Wow, rút bài nhanh như điện luôn các bạn. Mình sẽ có là Leia the Liberator. Mỗi lần counter trap được kích hoạt thì ngay lập tức bạn có thể lấy hai con Fiery bị loại bỏ khỏi cuộc chơi lên tay. Chúng ta sẽ có là Gaiden Aride. Thì đây chính là một cái con pendulum hỗ trợ dành cho cái bộ bài này. Và đây là scale bài các bạn. Rất là cần các bạn. Phải nói rất là cần trong bộ bài counter trap này luôn. Bởi vì hiệu ứng của nó như sau. Nếu mà lá bài này được đặt ở cái vùng là pendulum scale thì bạn sẽ không tốn một cái điểm gốc nào hết để mà kích hoạt counter trap. Và bạn không phải discard, tức là không phải tốn một cái lá bài nào làm nguyên liệu, làm chi phí để kích hoạt counter trap hết. Hồi nãy thì mình có qua một cái lá bài là counter trap là Rebirth of Passage ở đây các bạn. Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là mất 1.000 điểm gốc kèm theo là discard một lá bài. Thì cái lá bài Gaiden Ariadne này các bạn sẽ giúp chúng ta không phải tốn một chi phí nào hết để kích hoạt cái lá bài Rebirth of Passage này. Quá ngon đúng không các bạn? Hiệu ứng của nó khi là một quái thú như sau. Nếu lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc bởi một hiệu ứng gì đó thì bạn có thể tiết lộ 3 counter trap từ trong bộ bài của bạn và cho đối phương chọn một. Sau đó bạn có thể lấy cái lá bài mà đối phương chọn lên tay của bạn. Những lá còn lại thì đưa vào bộ bài xào lên. Chúng ta sẽ có là Aglaristia. Lá bài cực kỳ yêu thích của mình trong bộ bài Asian các bạn. Đây là một quái thú Fiery. Cách triệu hồi của nó thì cũng tương đối dễ. Nếu các bạn có chính xác 4 con Fiery ở dưới mộ, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ trên tay. Và nếu được triệu hồi theo cách đó thì bạn có thể chọn một con Fiery ở dưới mộ và lấy lên tay của bạn. Và khi cái con Aglaristia này ngửa trên sân thì cả hai người chơi sẽ không được quyền triệu hồi đặc biệt bất kỳ quái thú nào hết. Tấn công 2.800, thủ 2.300 và quá dễ để triệu hồi các bạn. Chúng ta sẽ có là Splendid Venus. Tất cả những quái thú không phải là Fiery sẽ mất đi 500 công thủ và sự kích hoạt của Bell Trap Card của bạn không thể bị negate. Negate này chính là vô hiệu hóa, tức là các bạn có thể xài sử dụng các lá bài này thoải mái các bạn mà không hề bị đối phương chặn lại. Chúng ta sẽ có là Athena Fiery các bạn. Nếu những con Fiery khác được triệu hồi thì gây 600 thiệt hại vào của đối phương. Mỗi lần một lượt bạn có thể gửi một con Fiery đang ngửa trên sân của bạn xuống mộ trừ con Athena này để mà chọn một con Fiery khác ở dưới mộ triệu hồi lên sân và không được chọn Athena dưới mộ các bạn. Chúng ta sẽ có là JT Goddess of Light, toàn những thiên sứ xinh đẹp của các bạn, phụ nữ không thôi. Khi mà bạn rút một con Fiery và bạn có thể cho đối phương xem cái con mà các bạn rút, sau đó các bạn sẽ được rút thêm một lá bài nữa cho đến khi mà không còn rút được con Fiery nào hết. Chúng ta sẽ có là Hera Strike. Thì con Hera Strike này cho phép các bạn bỏ nó từ tay xuống một, discard các bạn để lấy cái lá bài và Hala Horn of Fallen từ trong bộ bài lên tay. Thì chút nữa khi mà đến cái phần mà phát âm 7 mình sẽ cho các bạn xem cái lá và Hala Horn of Fallen nó bá đạo cỡ nào. Chúng ta sẽ có là Galen Duo. Quái thú này sẽ không bị tiêu diệt bởi chiến đấu, tuy nhiên nếu mà bạn nhận bất kỳ cái thiệt hại nào thì nó sẽ bị tiêu diệt đi. Lá bài này sẽ được dùng để cho làm hai cái nguyên liệu hiến tế nếu các bạn dùng nó để hiến tế quái thú Fiery. Chúng ta sẽ có là Nova Summoner. Giống như hồi nãy mình có nói là cái con Ekanai Passage các bạn. Ở đây mình có cái con Ekanai Passage này. Nó sẽ hơi khó triệu hồi bởi vì nó sẽ là 5 sao, yêu cầu một nguyên liệu để mà hiến tế. Tuy nhiên chúng ta có thể đi
kèm chung với nó là con Nova Summoner này. Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống mộ thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt một quái thú hạng Light Fairy với số tấn công 1500 hoặc thấp hơn ở trong một bài ra sân. Và nếu có Sanctuary in the Sky ở trên sân thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt một Arcanine ba sát thay thế luôn. Đây các bạn, cặp bài trùng của nó. Chúng ta sẽ có là Hornets, quá quen thuộc của các bạn. Và Hero of Orange Light. Cái lá bài đầu tiên là lá bài Eva các bạn. Nó sẽ liên quan đến những con là Hero of Orange Light này. Các bạn sẽ cần sử dụng con Eva để lấy cái lá bài lên tay. Thì tại sao những lá bài này quan trọng bộ bài này? Thì hiệu ứng của nó như sau. Khi mà đối phương kích hoạt một cái hiệu ứng của một quái thú, bạn có thể gửi lá bài này kèm theo một con Fairy khác từ tay xuống mộ để mà vô hiệu hóa kích hoạt và tiêu diệt nó luôn. Tôi sẽ có là Hero of Green Light, đây là Orange Light ánh sáng cam, đây là Green Light ánh sáng xanh lá. Thì hiệu ứng nói chung nó cũng giống như còn lại con Orange này thôi. Bạn cũng sẽ cần thả lá bài này kèm theo một con Fairy khác từ tay xuống mộ để mà vô hiệu hóa hiệu ứng của ma pháp. Và chúng ta sẽ có là con Purple Light là ánh sáng tím. Đây các bạn, nó sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của cạm bẫy. Chúng ta sẽ có là Green Light. Khi lá bài triệu hồi bình thường, bạn có thể chọn một quái thú level 1 hệ Light từ dưới mộ của bạn triệu hồi đặc biệt lên sân. Thì chắc mình nghĩ là đây gọi Eva đúng không các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ có là DD Sprite Fiery Tuner. Đây là Tuner các bạn có thể dùng Mystic Roll các bạn. Bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này từ tay và cách loại bỏ cuộc chơi một quái thú ngựa mà bạn đang điều khiển. Thì nếu mà bạn dùng cách đó triệu hồi con này thì trong cái lượt Tamify kế tiếp thì cái quái thú mà bị banish đi các bạn bị loại bỏ sẽ trở về sân. Chúng ta sẽ có là Hanewata. Bạn có thể discard lá bài này để không nhận cái effect dam nào trong cái lượt đó. Chúng ta có là Sanctuary in the Sky. Sanctuary in the Sky, nơi mà các thiên sứ ở các bạn. Thiệt hại chiến đấu gây ra bởi cái tấn công của cái quái thú Fairy mà bạn nhận được thì trở thành không. Tức là nếu Fairy của bạn tấn công một quái thú có công cao hơn hay là quái thú của đối phương tấn công quái thú Fairy của bạn thì bạn sẽ không nhận cái thiệt hại điểm gốc nào hết. Chúng ta sẽ có là Sky from the Sky. Những lá bài từ thiên đường loại bỏ quái thú hệ Light Fairy tay của bạn, và nếu bạn làm như vậy thì được rút hai lá nhưng mà không thể nào triệu hồi đặc biệt cũng như là kích hoạt cái Battle Phase trong cái lượng mà lá bài này đã kích hoạt rồi. Chúng ta sẽ có là Celestial Transformation, triệu hồi đặc biệt quái thú Fairy từ trên tay của bạn. Quái thú đó có công bị chia làm đôi và cuối lượt sẽ bị destroy. Chúng ta sẽ có là Valhalla Horn of the Fallen. Thì đây các bạn, cái lá là Hecastrine này. Nếu mà có trên tay thì bạn sẽ thả nó xuống mộ để mà lấy cái lá bài Valhalla Horn of Fallen này từ trong bộ bài lên tay. Thì cái lá bài Valhalla này là cái lá bắt buộc phải có trong tất cả các bộ thiên sứ Light Fairy nha các bạn. Bởi vì hiệu ứng của nó cực kỳ bá đạo luôn. Mỗi lần một lượt, nếu trên sân của bạn không quái thú nào hết, bạn có thể triệu hồi đặc biệt một con quái thú Fairy từ trên tay. Đây các bạn, nãy giờ có rất nhiều những quái thú mà Fairy trên tay với công cực kỳ bá đạo luôn. Ví dụ như Aclaristia ở đây công 1-2-8. Mình có Athena ở đây công 2006. Chỉ cần trên sân của bạn không có quái thú nào hết mà chỉ cần có cái ma pháp này ở trên sân, bạn có thể triệu hồi đặc biệt ngay lập tức lá bài này, không cần hiến tế, không cần một chi phí gì hết các bạn. Mình mới nói là Valhalla là lá bài bắt buộc trong bất kỳ cái bộ bài Light Fairy nào. Chúng sẽ có là Tie of the Redden. Thì đây chính là lá bài ma pháp mắc nhất trong cái bộ bài này nha các bạn. Thì chỉ có cái hộp là Legendary Death 2 mới có cái lá bài này thôi. Thì bây giờ nó đã in lại trong cái hộp bài này. Mất 2000 điểm gốc, sau đó chọn quái thú level 4 hoặc thấp hơn mà bạn đang điều khiển. Trong suốt cái lượt đó thì bạn không thể nào triệu hồi đặc biệt thêm quái thú, cũng như bạn có thể triệu hồi đặc biệt hai con quái thú từ trong bộ bài với cùng cái step, cùng attribute, cùng cái level của quái thú được chọn nhưng mà khác tên nha các bạn. Chúng sẽ có là Light of Sermon, một cái góc nhìn khác của Sanctuary. Hồi nãy mình có qua cái lá Sanctuary rồi các bạn. Đây là Sanctuary. Đây là Light of the Sermon, thì nó là một cái góc khác của cái Sanctuary với hiệu ứng như sau. Nếu có Sanctuary in the Sky ở trên sân, bạn có thể bỏ một quái thú hệ Light xuống mộ và chọn một trong hai hiệu ứng như sau. Hiệu ứng thứ nhất là xem bài trên tay của đối phương và bỏ một lá bài trên tay của họ. Hiệu ứng thứ hai là bạn có thể gửi một lá bài mà đối phương điều khiển xuống mộ. Chúng ta sẽ có là Miraculous, chọn một quái thú bị loại bỏ khỏi cuộc chơi Fairy, triệu hồi đặc biệt nó về. Khi lá bài này rời sân thì tiêu diệt cái quái thú Fairy kia. Chúng ta sẽ có là Synthetic Seraphim. Đây là Continuous Trap này các bạn. Mỗi lần Trap được kích hoạt thì ngay lập tức bạn được bị triệu hồi đặc biệt có token với công 300, thủ 300 từ trong một bài lên tay. Đây các bạn, cái con token đó nằm ở cuối đây. Đây các bạn nha. Tức là nếu có Trap kích hoạt mà lá bài này đang ở trên sân nữa thì bạn có thể gọi triệu hồi đặc biệt con token này ra. Chúng ta sẽ có là Divine Punishment, Counter Trap kế tiếp. Khi mà một ma pháp hoặc cạm bẫy được kích hoạt
khi mà có Sensory in the Sky ngựa ở trên sân thì bạn có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt của ma pháp cạm bẫy cũng như là quái thú đó luôn. Chúng ta sẽ có là Dark Grip, một lá bài Counter Trap. Kế tiếp, khi mà đối phương kích hoạt một ma pháp hoặc cạm bẫy thì đối phương được rút một kẹt, một lá bài từ trong một bài lên tay, và cái hiệu ứng của ma pháp cạm bẫy đó sẽ bị vô hiệu hóa đi. Chúng ta sẽ có là Solemn Warning, hồi nãy mình nói rồi các bạn. Chúng ta có là Ultimate Revidence. Khi đối phương kích hoạt ma pháp cạm bẫy hoặc hiệu ứng quái thú thì bạn có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt của các lá bài này bằng cách thả một cái lá bài tương ứng xuống mộ. Ví dụ như đối phương kích hoạt cạm bẫy thì bạn sẽ bỏ cạm bẫy xuống, kích hoạt ma pháp bạn sẽ bỏ ma pháp xuống, kích hoạt hiệu ứng quái thú bạn sẽ bỏ hiệu ứng quái thú xuống để mà vô hiệu hóa sự hiệu ứng của đối phương này các bạn. Sẽ có là Rap Stick Rap Up Counter Trap các bạn nha. Khi mà đối phương lấy một lá bài từ trong một bài lên tay của họ, kể cả là rút bài, thì họ phải bỏ đi một lá bài. Wow. Và Recall, khi mà đối phương kích hoạt một hiệu ứng của quái thú, đối phương được rút một lá thì cái hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu hóa, bị ngăn chặn, và nếu mà làm như vậy thì tiêu diệt của quái thú đó luôn. Và rồi, mình vừa hoàn thành xong bài mở hộp bộ bài Way of Light Structure Deck, và mình nghĩ rằng trong năm 2018 này thì bộ bài Way of Light sẽ lại một lần nữa làm mưa làm gió trong các giải đấu giống như trước đây cái bộ bài Lost Sanctuary với các quái thú Ancient đã từng làm. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và đừng quên subscribe lên kênh đầu tiên những video mới nhất tại M2D Channel. Chào các bạn, tạm biệt và hẹn gặp lại.